Xin chào các bác nhá. Hôm nay thì em giới thiệu đến các bác cái dòng giải mã thuộc dòng đời hai số. Đấy, đời hai số và con này thì nó họ DV các bác nhá. Những cái dòng giải mã đời hai số mà DV này thì sau này vị các bác có muốn nâng cấp thành một cái con tức là ngoài yếu tố giải mã ra, sau này vị các bác còn làm công suất, làm âm ly hay là một cái bộ dàn 3.1 rất là ok luôn. Bởi vì công suất con này lên tới là 70. Đấy. Cùng là đời hai số các bác nhá, nhưng các cái dòng bên dưới của nó chỉ có gì ạ? Công suất 50 thôi. Hoặc 48 hoặc 55. Đấy, và chỉ có riêng cái dòng DV này thì nó mới có 70 các bác nhá. Có kết nối trực tiếp với Smart TV, giải mã tín hiệu cho hát karaoke nghe nhạc thoải mái từ trên TV xuống. Có cầu để ghép loa, có cắm điện thoại thoải mái, có rắc phụ để mình kết nối trầm và súp các kiểu. Những cái dòng này thì đầu của nó là dòng DVD thì các bác bỏ qua giúp em, tại vì là mắt nó về nó kém hết rồi. Đấy, thì mình tập trung vào là giải mã 24 bit và công suất. Đấy. Ví dụ như em đang cắm máy tính đây. Có chỉnh ba tép đàng hoàng các bác nhá. Đó, có chỉnh ba tép thôi. Tôi xa rời, rời vùng quê đến thành đô. Mong sao tôi sẽ mau thành công. Tôi đã hứa với em rằng, giờ sớm mai sim nở hoa. Từng giọt nắng ấm áp chiếu sáng khung trời, nhuộm màu áo quê đôi ta xanh mướt duyên nồng. Cả một trời thương nhớ. Vâng, vừa rồi thì nó là một cái đoạn chất âm em mở từ trên máy tính xuống. Còn bây giờ các bác, ví dụ các bác mà muốn giải mã các bác nha, thì các bác đây, đầu tiên thì các bác kết nối được qua vào đây cho em. Sau đó các bác sẽ dùng cái dây AV hai đầu như thế này. Các bác sẽ cắm từ cổng out nha, đây, từ cổng này. Đấy, các bác cắm vào đây, từ đây truyền ra đẩy vang hoặc âm ly to, karaoke nghe nhạc thoải mái nha. Đó. Bây giờ em sẽ thử sang chế độ giải mã cho các bác xem này. Con này giải mã của nó là 24 bit, tiếng cực trong luôn các bạn. Thế là hết, nước trôi qua cầu, đã chìm sâu những tháng ngày đắm mê. Thôi đành quên những tiếng yêu đầu, những lời yêu ấy nay đã quá xa. Giờ đây như rừng thu nắng liệm với chiếc lá vàng cuối mùa.
hai cái cổng, thứ nhất là cổng máy tính, thứ hai là cổng quang để mình kết nối trực tiếp với Smart TV. Đấy thì mọi thông tin đặt hàng thì alo trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0966 594 181 hoặc số 0979 891 682 các bác nhá. Con này giá của nó là 1.430.000 các bác nhá. Vâng, giá 1.430.000. Em xin chào và kết thúc video tại đây nhá.